Rồi, chào các bạn. Hôm nay mình quay trở lại giới thiệu các bạn một cái sản phẩm của Kintuni. Thì như các bạn cũng đã biết thì cái sản phẩm Kintuni là một tập đoàn chuyên sản xuất các dụng cụ cầm tay dành cho ngành sửa chữa xe đạp, xe gắn máy cũng như xe ô tô, xe tải cơ khí và có trụ sở tại Đài Loan. Thì Kintuni đã tham gia vào các lĩnh vực sản xuất các dụng cụ cầm tay chuyên nghiệp cũng đã hơn 30 năm rồi. Với những sản phẩm của Kintuni cung cấp ra thị trường bên ngoài thì luôn luôn làm hài lòng cho tất cả các khách hàng. Thì đối với cái sản phẩm mà mình hôm nay sẽ giới thiệu các bạn, đó là cái sản phẩm là cái bộ vít, bộ mũi vít của Kintuni mà số là 1032 CQ và nó có 32 món. Như các bạn nhìn thấy bên ngoài của cái sản phẩm với cái hộp của Kintuni được thiết kế rất là sang trọng và rất là thuận tiện cho các bạn có thể là mang theo bên mình. Thì ở đây mình sẽ mở cho các bạn xem cái hộp bên trong. Ở bên trong thì với cái thiết kế màu đen cũng như là cái thiết kế hình chữ nhật được bỏ đầy đủ 32 chi tiết bên trong. Ở bên phía sau của cái mặt sản phẩm như các bạn nhìn thấy thì có một cái này cái gài, chúng ta có thể gài vào bên trong cái thắt lưng của chúng ta như vậy. Thì chúng ta có thể mang theo bên mình được bất cứ nơi đâu. Như mình sẽ mở cho các bạn xem cái sản phẩm này ở phía bên trong. Rồi, thì như chúng ta cũng nhìn thấy bên trong là có rất nhiều cái đầu vít, đầu sao. Rồi đây là một cái đầu chuyển, một cái đầu chúng ta để gắn đầu nối vào trong những cái thiết bị cầm tay khác, ví dụ như những cái con vít hoặc những máy bắn vít để chúng ta có thể dễ dàng để sử dụng. Cái đầu gắn vào là cái đầu 6 ly, các bạn dễ dàng gắn vào tất cả các máy ha. Rồi như chúng ta nhìn thấy với cái thiết kế rất là đẹp, màu xanh dương. Ở đây mình nhìn sơ qua tất cả các sản phẩm của tất cả những cái đầu vít của Kintuni trong cái mã hàng này 1032 CQ. Thì ở trên cái sản phẩm này các bạn nhìn thấy là người ta đã ký hiệu cũng như là đánh dấu số cho tất cả cái quy cách những cái đầu vít dẹp 3, 4, 5, 6 hay là đầu sao, đầu lục giác, đầu sao có lỗ hoặc đầu sao không có lỗ. Rồi, thì còn cái đầu nối này chúng ta có thể dùng để gắn vào những cái đầu của cái mã sản phẩm này. Ở đây mình gắn thử cho các bạn xem cái đầu chuyển 1/4 xoang đầu tiếp 1/4, chúng ta gắn vào như vậy. Thật sự là rất là dễ dàng để chúng ta có thể là tháo lắp. Ở đây chúng ta muốn tháo ra, kéo xuống rồi cái đầu nó sẽ tự động bật lên theo một cái lò xo bên trong của cái thiết bị. Rồi chúng ta tháo nó ra, gắn nó vào. Các bạn nhìn thấy cái dụng cụ này cũng rất là dễ thương, rất là tuyệt vời. Rồi, ở đây mình ví dụ thêm một cái đầu. Rồi, cái đầu này là đầu 5 ly, đầu dẹp 5 ly, vít 5 ly. Như các bạn nhìn thấy ở phía trên của cái đầu vít cũng như mỗi một cây vít ở đây thì đều có ghi là chữ Kintuni hết. Đó, chúng ta nhìn thấy như vậy. Rồi, mỗi một đầu đều có ghi chữ hết nha các bạn. Rồi, chúng ta gắn vào. Đây, rồi tháo ra. Thì rất là hy vọng là các bạn có thể là quan tâm và theo dõi các video clip của bên mình. Trên màn hình là số điện thoại, các bạn có thể liên hệ hoặc truy cập vào website đồnghesửachua.com. Cảm ơn các bạn.